Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình và thầy Tấn sẽ đi tham quan vườn bưởi ở đây và sẽ chia sẻ cho các bạn là những cái kinh nghiệm mà trồng và chăm sóc bưởi. Xin chào tất cả mọi người. Mình là một farmer và mình đã có cái quá trình gắn bó với cái ăn quả có muối rất là nhiều năm gắn với các vùng nông trường rồi. Và trên vùng đất đỏ Phú Quý này thì mình cũng đã từ phát triển cái farm trồng cái ăn quả có muối từ năm 2014. Thì mình đã trải qua khá là nhiều các cái dòng bưởi. Thì trước đây phạm vi công tác của mình trong lĩnh vực địa lý, và sau năm 2015 thì mình đã tìm hiểu và đã có một cái đề tài sau đại học nghiên cứu về cái ăn quả có muối, và đó là cái thời kỳ mình chuyên sâu hơn cả trong cái quá trình phát triển cái farm này. Và xin giới thiệu với mọi người, xung quanh mình đây chính là một cái farm cái ăn quả có muối của mình, mà cái dòng cây chính ở đấy đó là bưởi da xanh. Thế tại sao mình lại chọn bưởi da xanh? Thì bưởi da xanh là cái dòng bưởi mà theo quan điểm cá nhân mình là cái dòng trái cây ngon nhất trong các cái dòng bưởi của Việt Nam theo cá nhân nha. Và mình cũng đã đi ăn thử khá là nhiều dòng bưởi của khắp miền Bắc, miền Trung, thì mình đã quyết định chọn cái dòng bưởi này di thực từ huyện Mỏ Cày của tỉnh Bến Tre về đây. Thì cái bưởi da xanh này thì khi trồng ấy thì rất là nhiều hoài nghi. Thứ nhất là dòng bưởi chiết thì nó có thể bảo tồn được các cái chất cơ bản của cây mẹ, nhưng mà khi trồng thì nó rất hay bị bệnh vàng lá thúi rễ, rồi bị bệnh green ring, vàng lá gân xanh đấy. Rồi khi trồng đối với cái chiết thì bao giờ nó cũng trồng càn, cho nên khả năng mà lấy gốc, cho nên cây con nó chiết rất nhiều. Đặc biệt là cây chiết thì bộ rễ của nó ăn là rất là càn, cho nên là với Nghệ An thì gió bão rất là mạnh thì nó sẽ không chống cự nổi được, nó bị gãy, bị đổ rất là ghê gớm. Đó là những cái ngoại cảnh khó khăn cũng như những cái trăn trở ban đầu khi set up cái farm này. Nhưng mình cũng nghĩ rằng đấy là dòng bưởi tốt nhất, ngon nhất, thì tại sao mình không một phen thử nó. Và mình đã quyết định chinh kiến một cái dòng bưởi da xanh trên cái mảnh đất Phú Quý này. Đấy, cái đất mà cái vùng thổ nhưỡng mà mình canh tác đấy ban đầu á là cũng là cái dòng đất địa thành, cái dòng đất khá là cằn, và thậm chí là mình cho máy nó múc xuống để một hố, những cái hố sâu, độ sâu đến 1 mét mà vẫn không thấy được các cái loài côn trùng sinh sống trong lòng đất. Vì trước đây toàn vùng này toàn là trồng cây bạch đàn, trồng keo, và nó rất là hại đất, trồng mía, trồng sắn, là làm cho đất nó khô, là hư, là thậm chí đất gần như là chết. Và với cái chiến lược là nuôi cỏ để duy trì cân bằng ẩm, duy trì lại cái thảm thực vật, duy trì lại cái cân bằng trong lòng đất, mình đã cùng với cây bưởi và cái tư duy về canh tác sinh thái ngay từ đầu đã xây dựng phát triển farm này. Và sau 7 năm thì những cái hoài nghi về cây chiết, hoài nghi về dòng bưởi da xanh bị thoái hóa ở miền Bắc, ở Nghệ An, những hoài nghi về chống chịu với gió bão, những hoài nghi về khả năng có năng suất, cũng như hoài nghi về chất lượng bưởi da xanh nó không ngon, thì nó đã được minh chứng. Và xin giới thiệu với mọi người cái quá trình minh chứng là như thế này. Đấy là cỏ dài sinh thái của mình. Mình cũng phải phạt nha, chứ không phải là để biên biệt thế này. Quả cỏ dài là mọi người phải lưu ý là phải quản lý cỏ dài, chứ không phải là để cỏ dài một cách bạt ngàn tự nhiên vậy, thì cỏ dài nó sao sẽ cũng người ta không thể đi lại mà canh tác mà cắt tỉa được đâu. Có nghĩa là mình làm cỏ theo định kỳ đúng rồi, sẽ phạt cỏ để mà cái cỏ thì khi phạt thì nó cũng trở thành một loại phân bón cho cái cây này luôn mà. Mà nhiều người hay nói cỏ dài chứ cỏ rất khôn, chỗ nào mà có nước, có phân bón thì cỏ nó sẽ mọc rất là nhanh. Nhưng cỏ nó có mọc lên xong thì cỏ nó cũng không chạy đi đâu hết. Mọc xong rồi nó ăn dinh dưỡng, rồi nó cũng nằm lại ở đó để trao đổi chất dinh dưỡng với cây. Cho nên mọi người cũng yên tâm mà ta phải quản lý cỏ dài để mà đảm bảo được cái môi trường thông thoáng, thì cũng vừa tạo được cái cảnh quan đẹp. Thì đối với mọi người sẽ thấy đấy, đối với cái dòng bưởi da xanh thì nó có cái sinh trưởng sau 7 năm ta thấy rất khỏe, và quả nó đây là nhiều. Đấy là vườn này thầy trồng được 7 năm rồi thầy. 7 năm. Đây. Và là những trái của nó chín chưa thầy? Đây, trái mùa hôm nay là chín rồi. Thì rõ rất nhiều quả, mà trong quá trình làm sinh thái mọi người không thể tránh được nhá. Nó cũng bị cả cái này, vết này là bị con nhện mọi người này. Khi quả nó nhỏ bằng ngón tay thì đã bị con nhện trắng, hoặc nhện vàng, hoặc có thể nhện đỏ, nó tích hút thì làm cho cái quả này chất lượng thương phẩm nó không còn nữa, và nó sẽ bị hỏng, và những trái này sẽ không ăn được. Tuy nhiên nhưng mà ta phải xác định là 3-5% các loài lá cũng như trái cây nó sẽ bị, nó phải xác định là nguồn thức ăn của côn trùng, chứ nó không thể 100% cho ta được đâu. Đấy. Nhưng mà qua đó thì nó cũng có những loài để làm thương phẩm, như mọi người thấy đây, có bưởi đây. Đấy, như quả này thì chất lượng thương phẩm của nó chỉ đạt khoảng 60% thôi mọi người này. Tại sao trái này lại không bị con ruồi nó chích mà trái kia lại bị chích ở thấy? Thì đối với
như ta nói là trong một cái tỷ lệ là làm thì làm vườn thì có 3-5% là nó sẽ là nguồn thức ăn của các loài côn trùng, các cái sống trong cái môi trường mà có cái canh tác quần thể đó, mọi người thấy. Có nghĩa là mấy trái kia ra trước đúng thôi, cũng có thể ra trước có thể ra sau, nhưng mà cái trái cây thì nó vào những cái mùa dịch của con ruồi vàng thì sẽ có những loài nó sẽ tấn công vào các cái dòng cây ăn quả này, nó không thể tránh khỏi được. Hôm trước thầy trồng ở đây là hàng cách hàng và gốc cây gốc là tầm khoảng bao nhiêu thầy? Thì thời đầu kiến thiết vẫn có những cái chưa chính xác về kích thước, về trước tính toán hết cái sinh khối của nó. Thì khi mình canh tác đấy là kích thước là cái cách cây là 4m, hàng cách hàng là 5m. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là dựa cái canh tán của nó đã vươn ra 5m rồi, là sang canh tán của cây bên cạnh. Chính điều này cho nên khi canh tác bưởi da xanh, nhất là da xanh ghép ấy, da xanh tiết thì mọi người phải nhớ là cái kích thước phù hợp nhất mọi người có thể trồng là 6m, 7m. Mà trong vườn nên trừ một con đường khoảng tầm 9 đến 12m để xe chở phấn cho cỏ giả đi lại trong trang trại, thì nó dễ dàng để có thể chăm sóc và tiết kiệm nhân công trong quá trình bón phấn rồi là làm cỏ cũng như di chuyển cũng như thu hoạch cho tiền lời nhất mọi người nhá. Cho nên kiến thiết một cái farm từ đầu đúng, nó sẽ tạo ra được một cái tư duy đúng ngay từ đầu, sẽ tạo ra được những cái tiết kiệm, những cái hiệu quả trong sản xuất mà mọi người sẽ không bao giờ ngờ đến được. Còn nếu trong quá trình làm farm chúng ta cứ tiếc đất, chúng ta tiếc về không gian, thì thời kỳ đầu vì cây nó còn nhỏ mà thấy nó mênh mông quá thì mọi người sau này sẽ được có những cái khó khăn đấy, giới thiệu với mọi người như vậy, sẽ có những cái khó khăn thật sự trong quá trình vận chuyển, phân bón cho cỏ nhà, chăm sóc cũng như là thu hoạch, di chuyển trong farm, thì nó sẽ tạo ra những cái khó khăn. Thì đối với cái dòng bưởi này thì mọi người cũng thấy là vì sinh khối của nó rất là lớn, thì cây có ăn quả có múi này thì một năm nó có khoảng 4 lần ra lộc mọi người ạ. Sẽ có 4 tuần lộc, cứ đâu các cái mùa như có lộc xuân, lộc hạ, lộc thu, lộc đông. Thì trong các cái tuần lộc này thì chỉ có lộc đông là ít khi mà có cái hiệu quả kinh tế hơn. Còn lộc hạ, lộc xuân, và đã lộc xuân thì nó gắn với mùa ra hoa, còn lộc hạ, lộc thu thì nó sẽ gắn với những cái canh sinh sản như thế này. Thì cứ mỗi cái chu kỳ lộc thì canh này nó sẽ dài ra được khoảng tầm 45-50cm. Như vậy một năm mà 4 tuần lộc nó sẽ dài ra, mọi người thấy canh nó phát triển khoảng 2m. Mà 5 năm thì nó sẽ phát triển thành 5-7m, 8m là chuyện bình thường. Bây giờ chiết được chưa thầy? Canh như cây, những cây như thế này là đến cái tuổi chiết rất là tuyệt vời. Đúng cái thời điểm cây khỏe, canh khỏe vào thời kỳ sinh sản tuyệt vời nhất trong khi chiết thì chọn những cây như thế nào và độ tuổi của nó là bao nhiêu thầy? Đối với cái cây mà chiết ấy thì nó quan trọng nhất đó là cái thời kỳ tuổi sinh sản từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 là những cây khỏe nhất, đặc biệt là năm thứ 7, thứ 8 như những cái cây này. Những cái cây mà mình được chiết ra, thứ nhất là những cái cây phải lớn, khỏe, sạch bệnh, không bị các loài nấm bệnh hại, đặc biệt là cái bệnh vi gió virus như là bệnh greening, ta gọi là bệnh vàng lá gân xanh, hoặc là cả cái bệnh vàng lá thủy rễ, thì ta tuyệt đối không sử dụng để nhân giống. Với cái nó thì cây con nó cũng đã mang mầm bệnh, sau này sẽ gây thiệt hại rất lớn đến người trồng. Cái thứ hai, những cái canh mà được chiết sẽ là những canh sạch bệnh, ví dụ như canh này sẽ không chiết được vì nó là những canh nó có mang cái mầm bệnh. Còn những cái canh mà canh đang độ tuổi sinh sản, những canh lá, canh bánh tẻ, những canh như thế này đấy sẽ là những canh sinh sản, những canh rất là sạch bệnh, khỏe, cây khỏe, canh khỏe, những canh đón nắng, những canh tâm trung. Ta không chiết những canh vượt, canh tắm, canh trúc xuống, canh sâu bệnh là ta sẽ không chiết, và ta sẽ chọn những cây và canh thật khỏe và những canh bánh tẻ, những canh sinh sản để chiết, thì ta sẽ có những cây giống tuyệt vời nhất. Bây giờ giá của nó là thầy bán như thế nào? Giá hiện tại thì cây giống thì mình đang, nếu mọi người mà có nhu cầu chiết thì hãy ở nơi đây, thì mình đang bán giá tùy thời điểm như dao động từ khoảng từ 35-40.000 đồng cho một cây giống. Còn giá thành phẩm của nó là bao nhiêu thầy? Trái ấy. Giá trái thì hiện tại bây giờ thì có những năm giá rất là được giá, nhưng mà trong những năm trở lại đấy thì vẫn khá khó khăn trong vấn đề nông phẩm. Thì có những như những cây bưởi này thì nó, những bưởi này hiện tại mình đang phân phối giá dao động từ 25-30.000 đồng trên 1 kg. Cũng có giá trị đúng không? Cũng một cây như thế này thì thu nhập được tầm khoảng bao nhiêu tiền thầy? Mỗi một cây như thế này thì những cây lớn nó có thể cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng mỗi cây. Nhưng mà những cái cây bình thường từ khoảng 25-30 quả thì có thể cho thu nhập từ 600-700.000 đồng trên một cây. Thì trung bình tầm khoảng 800.000 một gốc đúng không? Trung bình khoảng 800.000 đồng cho một cây. Một cây là vườn của thầy là có bao nhiêu cây hả thầy? Như vườn này thì khoảng 300, hơn 300 cây. Và giá và cái thương mại của nó thì nó khoảng có thể cho thương mại khoảng tầm 250 cây. Vì cũng có những cây nó bị bệnh, cũng có những cây nó năng suất nó kém.
thì cộng trung bù nhau thì cho khoảng 250 cây là có cái giá trị thương phẩm trên 1 hectare này. Còn khoảng là một vụ thì thấy thu hoạch được tầm khoảng 20 triệu rồi thầy. 200? À 200 triệu đúng không? 200 triệu. Rồi số diện tích ở đấy thầy trồng là khoảng bao nhiêu thầy? Tổng cái không gian hiện tại bây giờ trồng đấy là 2 hectare. Bây giờ mình sẽ chia sẻ và giới thiệu với mọi người về cái sản phẩm bưởi bắt đầu chín như thế nào. Mọi người sẽ nhìn cái thành quả của mình như thế này nhá. Tuyệt vời không? Đây, mình sẽ hái một quả và sẽ gọt thử cho mọi người biết để có thể tham quan được cái chất lượng của trái nhá. Đây, đây ta phải số hoa quả để đi. Mình sẽ hái một quả bưởi để vào đồ chín nhá, mọi người nhá. Mình sẽ hái trên cành luôn này. Rồi, giới thiệu mọi người. Và mình sẽ tiến hành gọt cái trái cây này cho mọi người thưởng thức nhá. Đây. Đó. Mọi người đã thấy cái vị hồng của nó rồi. Đó. Chia sẻ cách gọt luôn này. Đó. Mình sẽ gọt theo cách chiều dọc của cái mũi luôn để mọi người có thể tham khảo được cái cách gọt rất là nhanh chóng để chúng ta có thể gọt quả bưởi trong vòng 5 giây. Vỏ khi quả bưởi chín này thì vỏ nó sẽ mỏng mọi người nhá, nó sẽ rất là mỏng. Đấy. Rất là dễ gọt. Móc nhìn đã nhá. Dễ dàng. Dễ dàng để gọt một trái bưởi chỉ có mấy 1 phút là mọi người có thể gọt xong một trái bưởi để mọi người có thể thưởng thức nha mọi người nha. 1 2 3. Wow. Đây. Bây giờ mình sẽ gọt thử một mũi cho mọi người này. Mọi người thưởng thức cùng mình. Quả này thì nó khá nhiều hạt một chút, nhưng mà mình sẽ gọt cho mọi người để mọi người cùng mình thưởng thức nha. Đây, mình gọt rất là vội cho nên là đây, thành quả của mình đây. Đó, ơi mọi người. Nó khác biệt với tôm với lớp bưởi khác như thế nào thầy? Rồi, đây là cái dòng bưởi nó có đặc điểm này. Cái tôm của nó rất là mỏng nước. Nhưng mà rảo tôm nha, nhưng mà rất là mỏng nước. À, mình sẽ cho mọi người cảm nhận cái độ ngọt của nó. Rất ok à? Mọi người, mời mọi người thưởng thức à? Giòn tan, hoàn toàn trong miệng. Một chất lượng tuyệt hảo. Hiện tại là mình đang phân phối cái dòng bưởi này tại farm và quý đối tác khách hàng quan tâm đến cái dòng trái cây này thì hãy kết nối với mình. Hiện tại là mình đang cung cấp cho bán hàng cho các cái thương lái cũng như các cái bò sỉ cũng như các cái mối lẻ và những cái sản phẩm này là mọi người có thể kết nối với mình sẽ có các cái bộ phận để gửi hàng cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn, xin chào.